Xin chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp tối ngày 26 tháng 4 được phát sóng vào lúc 21 giờ hàng ngày trên kênh Xuyên Vàng TV. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung như sau. Chiều ngày 25 tháng 4, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên đoạn đường N5, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Được biết, mẹ chở hai chị em bằng xe máy lưu thông trên đường thì bất ngờ gặp tai nạn với xe tải. Hậu quả, mẹ và chị gái không qua khỏi, còn em trai may mắn chỉ bị xây xước. Theo đó, một xe tải đã va chạm với xe máy khiến hai người trên xe máy không qua khỏi. Hiện trường cho thấy cả hai nằm dưới gầm xe tải, một em khoảng 5 tuổi, người ngồi trên xe máy may mắn sống sót dù cũng ngã ra đường. Cậu bé cho biết hai người thân trên xe là mẹ và chị gái mình. Sau khi sự việc xảy ra, em đã bật khóc nức nở khi chứng kiến cảnh mất mát người thân sau tai nạn thương tâm. Ngay sau đó, mọi người xung quanh đã đến hỏi han, dỗ dành. Cậu bé chỉ biết khóc nức nở và không ngừng nói, "Chú ơi, cứu mẹ cháu với." Khi được mọi người xung quanh hỏi có phải bố đi làm xa không, cậu chỉ biết gật đầu rồi tiếp tục khóc nức nở. Ngay sau khi đoạn clip cậu bé oà khóc vì mất người thân sau tai nạn giao thông được chia sẻ, nhiều người xót xa gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân. Được biết, con đường N5 tại Nghệ An được mệnh danh là con đường tử thần khi chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng lấy đi sinh mạng của nhiều người. Hiện tại, công an huyện Nghi Lộc vẫn đang điều tra và làm rõ hơn về vụ tai nạn khiến mẹ và chị gái cậu bé tử vong. Những năm gần đây, phẫu thuật thẩm mỹ đã không còn quá xa lạ đối với nhiều người. Không ít chị em phụ nữ tìm đến phương pháp này như một cách nhanh chóng nhất cải thiện ngoại hình. Thế nhưng bên cạnh những ca thành công, vẫn còn nhiều ca để lại di chứng về mặt thẩm mỹ và cả sức khỏe. Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh cãi nhau giữa khách hàng phẫu thuật thẩm mỹ cùng nhân viên. Trong clip, người phụ nữ mặc áo hoa trong độ tuổi trung niên được cho là khách hàng đang tỏ thái độ bức xúc khi chứng kiến gương mặt không được như mong đợi của mình sau khi làm phẫu thuật. Theo đó, nữ nhân viên cố gắng giải thích cho rằng chỉ được vậy thôi, nó cải thiện như vậy, đồng thời hỏi ngược lại tại sao cô còn la tụi con dữ vậy. Đáp lại nhân viên, người phụ nữ lên tiếng, "Trời ơi, cải thiện cái gì, mặt tôi dòm như vậy nó còn nói cải thiện. Tôi sức kem biết bao nhiêu rồi." Lúc này, nữ nhân viên bắt đầu mất kiên nhẫn, lớn giọng lại với khách hàng. "Bây giờ quan trọng là bôi kem hay là cái gì? Nếu mà từ đầu cô xài kem được thì cô đâu có đến đây." Có lẽ do mất bình tĩnh vì khuôn mặt của mình lại không đồng tình với cách cư xử của nhân viên, người phụ nữ trên đã nổi giận, vứt chiếc gương đang cầm trên tay và hét lớn. "Cô nói là cô giải thích hả? Cô nói là cô thoa thuốc chống nhăn, mà bây giờ nói nhăn như vậy, mà cô nói là hết nhăn là sao? Cô nói như vậy đó, trong khi mặt tôi như vậy, mà cô nói là hết nhăn." Cuối cùng, người phụ nữ trên quát tháo, "Tôi không có đẹp." Không dừng lại ở đó, người phụ nữ còn tiếp tục la hét và dọa sẽ báo công an đến giải quyết. Hiện chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao, thế nhưng đoạn clip trên vẫn thu hút được nhiều người bởi trong quá khứ, việc các khách hàng không hài lòng với diện mạo mới sau khi đầu tư một khoản tiền lớn vào các cơ sở thẩm mỹ đã không còn là chuyện hiếm. Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng lại dồn sự chú ý đến thái độ và cách cư xử của nhân viên, cho rằng nhân viên đã quá nóng và cư xử thiếu khéo léo với khách hàng của mình. Diễn biến dịch COVID-19 đang có chiều hướng phức tạp tại nhiều nước khu vực Đông Nam Á, trong đó có Campuchia, Lào và Thái Lan. Đặc biệt tại Campuchia, số ca mắc tăng nhanh khiến việc kiểm soát dịch bệnh trở nên khó khăn hơn. Trong những ngày vừa qua, làn sóng lây nhiễm mới đang làm cho Campuchia liên tục chứng kiến số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng cao, liên tục phá ngưỡng. Trước đó, hôm ngày 23 tháng 4, có 511 ca mắc mới ở Campuchia, giảm hơn so với ngày 22 tháng 4 là 655 ca. Vào ngày 21 tháng 4, Campuchia có 446 ca lây nhiễm. Vào ngày 22 tháng 4, có 303 ca, còn lại vào ngày 19 tháng 4, ghi nhận thêm 431 ca mắc mới. Thực tế, số 600 ca lây nhiễm mới trong tối ngày 24 tháng 4 này đã giảm hơn so với hồi tuần trước. Được biết, vào 2 ngày của tuần trước, tức ngày 17 và 18 tháng 4, nước này ghi nhận số ca mắc lần lượt là 624 ca và 618 ca. Tính đến đêm ngày 24 tháng 4, Bộ Y tế Campuchia cho biết đã có tổng cộng 9.359 ca mắc COVID-19. Kể từ khi ca lây nhiễm đầu tiên được phát hiện, nước này có 71 trường hợp không qua khỏi do nhiễm virus SARS-CoV-2, 3.662 người đang được điều trị và 3.210 người đã được khỏi bệnh. Trước tình hình phức tạp của COVID-19 tại Campuchia, Việt Nam đã nâng cao cảnh giác hơn, đồng thời kiểm soát gắt cao hơn những trường hợp nhập cảnh trái phép. Nguy hiểm và lan nhanh trong thời gian gần đây, dịch bệnh COVID-19 đang một lần nữa gây ra nhiều hoang mang cho tất cả mọi người trên thế giới. Hy vọng rằng tại Việt Nam, mỗi người sẽ nâng cao ý thức cảnh giác phòng dịch để có thể hạn chế thấp nhất sự lây lan của COVID-19. Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường hơn với chủng mới của virus corona. Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các ban ngành chỉ đạo dừng bắn pháo hoa vào dịp lễ ngày 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 để phòng chống dịch bệnh COVID-19, vì nếu để dịch bệnh bùng phát một lần nữa thì sẽ ân hận không kịp. Trước đó, theo kế hoạch nhân dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa, trong đó có 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao là khu vực đường hầm sông Sài Gòn và tòa nhà Landmark 81. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh dự định tổ chức chuỗi sự kiện với chủ đề Non sông liền một dải với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi nổi và đa dạng. Về 4 điểm bắn pháo hoa nhân dịp ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, ngoài 2 điểm tầm cao như trên, còn có 2 điểm tầm thấp là công viên văn hóa Đầm Sen ở quận 11 và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, nhân dịp huyện Cần Giờ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian bắn dự kiến vào lúc 21 giờ ngày 30 tháng 4. Tại cuộc họp khẩn ngày 26 tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu ban tổ chức các lễ hội phải báo cáo tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19. Riêng việc bắn pháo hoa dứt khoát phải dừng vì tình hình dịch bệnh trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp. Hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh đang kiểm soát tốt dịch bệnh và có hơn 70 ngày không phát hiện ra ca bệnh mới trong cộng đồng. Trong ngày 25 tháng 4, thành phố không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới. Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 phát hiện trên Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là 252 ca, trong đó 225 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh và 27 ca đang được điều trị. Những ngày vừa qua, sự vỡ trận của Covid tại Ấn Độ đang là một vấn đề nóng hổi của toàn thế giới. Qua những hình ảnh ghi lại được, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy được sự quá tải của ngành y tế và sự tuyệt vọng của người dân Ấn Độ nơi đây. Giới siêu giàu ở Ấn Độ đang bỏ ra số tiền không nhỏ chỉ để tháo chạy khỏi cơn đại dịch đang hoành hành, khiến giá thuê chuyên cơ đã tăng nhanh chóng. Theo thông tin chúng tôi cập nhật được, vé máy bay một chiều từ Ấn Độ đi Dubai xuất phát vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy cuối tuần qua đã tăng gấp 10 lần so với bình thường, từ khoảng 100.000 USD trên một vé lên hơn 1.400 USD một vé. Tất cả các trang đặt vé máy bay hiện đều báo lỗi, do từ hôm ngày 25 tháng 4, Dubai đã đóng không nhận với Ấn Độ. Đại diện của hãng hàng không cho biết, công ty nhận được hơn khoảng 80 yêu cầu cho thuê máy bay trong ngày thứ Bảy nhưng không đáp ứng nổi. Chi phí thuê một máy bay 13 chỗ từ Mumbai đến Dubai là 38.000 USD. Giá cho một máy bay 6 chỗ là 31.000 USD. Trong thông báo ngày 23 tháng 4, UAE cho biết kể từ ngày 25 tháng 4, nước này sẽ không tiếp nhận các chuyến bay xuất phát từ Ấn Độ nhưng vẫn duy trì các chuyến bay theo chiều UAE Ấn Độ. Theo hãng bay cho biết, đường bay Ấn Độ đến UAE là một trong những đường bay nhộn nhịp bậc nhất thế giới. Lệnh cấm nhập cảnh có hiệu lực trong vòng 10 ngày, nhưng có thể được gia hạn nếu tình hình dịch bệnh ở Ấn Độ phức tạp hơn. Đại dịch COVID-19 đang đặt hệ thống y tế Ấn Độ vào tình trạng căng thẳng hơn bao giờ hết. Cả Ấn Độ chìm trong đau thương vào những ngày này. Ngày 25 tháng 4 là ngày thứ tư liên tiếp Ấn Độ phá đỉnh thế giới về số ca nhiễm COVID-19 trong vòng một ngày, với hơn 349.000 ca nhiễm mới và trên 2.700 người tử vong. Vừa rồi là những thông tin chúng tôi cập nhật được trong ngày. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để xem được những tin tức mới nhất, quý vị đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.